gì mà luôn. Đề nghị quan anh thay lời ban trị sự phường Long Phú chân thành kính chào quý cấp chính quyền địa phương mới đến dự, trong đó có ông Nguyễn Thanh Tuấn là phó bí thư chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, ông Nguyễn Nhân Tài phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Phú, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các vị cùng đi theo đoàn. Kính thưa đại diện cho quý cấp chính quyền địa phương các cấp, kính thưa 26 giáo lý viên trung ương ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, kính thưa đại diện các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa bàn phường Long Phú của thị xã Tân Châu, kính thưa các vị cao niên cao độ, các thiện hữu trí thức, các mạnh thường quân và toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo xa gần thân kính, thưa quý vị, hôm nay ngày 15 năm Nhâm Dần, trong bầu không khí trang nghiêm thấm mùi đạo diệu dưới mái đạo tràng của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú kính gửi đến quý vị lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đoàn kết và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, phổ truyền giáo lý là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong 4 chương trình đạo sự mà ban trị sự trung ương đề ra, cần thiết cho công cuộc phổ truyền chánh pháp, khai thông nền đạo. Bởi vì pháp có được phổ truyền thì nền đạo mới được tồn tại và chấn hưng. Khi xưa Đức Phật cho biết, các con muốn đền ơn ta ư thì giáo pháp ta đó các con cố mà học đi, gắng mà truyền đi và quyết mà truyền đi, không bằng mọi sự cúng dường tán dương Phật, không bằng đem giáo pháp của ta ra mà truyền bá. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Bởi vì lợi ích của học giáo lý là rất lớn, nó là chìa khóa mở cửa tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho sự tín ngưỡng chân chánh trên đường tu. Nó giúp cho ta có một trí sáng, một trí nhớ vô biên, khá trí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Tật vậy là tín đồ tất cả chúng ta ai ai cũng tin Đức Thầy là Phật. Ngài cho biết xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Hay hoặc là bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc cùng ngồi tòa sen. Tùy đến chỗ chăng thiện mỹ và giải thoát hoàn toàn. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Vậy thì còn gì nữa mà chúng ta mỗi người mỗi nhà, người người nhà nhà trong đạo nên học theo và hành theo lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, để thắp sáng lên ngọn đuốc từ bi chí thiện khắp nơi nơi trong bá tánh. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay.
có sự hiện diện của chính quyền địa phương, các vị đại diện các ban trị sự xã phường thị trấn, các mạnh thường quân và toàn thể chư quý đồng đạo tham dự thật đông đủ. Có thể nói đây là động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong công cuộc phổ truyền giáo lý xiển dương chánh pháp của Đức Thầy. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, đứng trước tình cảm thiêng liêng này, đến đây tôi xin tuyên bố khai mạc buổi thuyết lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 2 năm 2022 tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú. Kính chúc quý vị quan khách sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc quý đồng đạo thân khỏe tâm an, tinh tấn tu hành, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Chúc buổi lễ thuyết giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào và xin cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Trọng kính mời ông. Đề nghị quan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem khoét huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ khoát chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước dù dân cũng đều mãi sinh cứ nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là gián quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhận ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hèm gì nói cảnh quốc phá gia dông, mái quyền cơ đã định, lòng thương chăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chỉ siết xót thương chúng sanh giảng khổ. Ngày lúc còn làm người trong biển tộc lăn lộn chốn mê đầu, mà chẳng hoàn thân giúp thế cứu dân dòng thân dĩ quốc. Hùng chỉ nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh ngao du tứ hài, dạo khắp tiếng bang cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hướng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đắng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương, bách tính tới hồi tay hòa, Phật dương đà chỉ do mái diệu quyền chuyển lập hội lóng qua,
chọn những đấng tu hành cao công và để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phận thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này sai mê giặc dục chìm đắm trong biển lờ danh gây nên nghiệp hòa. Luật trời đà chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chớn tiến lâm phàm độ thế. Trước gia công cứu khổ sau chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ăn xa bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt cùng hữu diễn, nghe Phật pháp nhiễm màu kiến diện bạc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này phát môn bới mạc thánh đạo chẳng du. Người tâm trí tối đen đời lắm má dương phây rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp, những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cỡ đồng, chớ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tính nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quý căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tôn. Dưới dùng quyền diệu của tiếng gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lưới dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người đáng diện tiếng kệ nhàm tay. Đến chung tầng tháng 8 ta cùng đức thầy mới ta hiểu khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ cha gần đều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tình tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật thiên không chỉ bao. Dặn biết đời láng xa thống trì, phép nước nghiêm hình dân chúng, nếu yêu thương sẽ lắm điều hềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh, vì đạo nào quan sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong về tình cốt nhục tướng thân, cũng ủng hộ chờ che cho xác phàm bớt nỗi cực hành. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5, Nhâm Ngũ 1942, Nam Mô A Di Đà Phật. Thị Linh thành lòng đọc lại bài lời khuyên bổn đạo, trân trọng kính mời đồng đạo. Đề nghị quan anh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hại tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hai đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hai dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Bài lời khuyên bổn đạo. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời thiếu tá Trương Mạnh Hùng, trưởng ban công an phường Long. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo kính mến. Sau hơn 2 giờ tiến hành buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo, đến đây đã hoàn thành nội dung chương trình. Cảm ơn hai giáo lý viên đã đem sở học của mình triển khai nội dung đề tài mạch lạc, làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa đặc thù trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo hòa hảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành buổi thuyết giảng. Cảm ơn hai vị giáo lý viên không ngại đường xa đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo hòa hảo. Xin tri ân ban trị sự các xã, phường, thị trấn đã đến tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo thiên phần long trọng. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và xin chân thành cảm ơn các ban hậu cần âm thanh khánh tiết,
tiếp tân trật tự cùng tất cả quý vị đồng đạo trong và ngoài phường. Xin cảm ơn tổ đại trưa của anh chị Hai Tài và chị Quanh. Chân thành cảm ơn gia đình anh Sáu To đã cho mượn mặt bằng làm trụ sở. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 2 năm 2022 của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo vạn sự an lành. Thân ái kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.